Xin cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài tập này. Đây, người ta gia công một loạt chi tiết với yêu cầu kích thước là phi 100, cộng 0,045 và sai lệch giới hạn dưới là cộng 0,040. Đó, biết rằng sai số gia công tuân theo cái quy luật phân phối chuẩn. Câu A là hãy xác định số lượng chi tiết theo phần trăm có kích thước nằm trong giới hạn x1 là từ trừ sigma và x2 là cộng sigma. Có nghĩa là gì? Xác định xem coi, nếu mà trong khoảng từ trừ sigma đến cộng sigma này nè, thì có bao nhiêu phần trăm ha, bao nhiêu phần trăm chi tiết lọt vào trong khoảng này. Và cái thứ hai á, câu B á, là xác định các giá trị giới hạn đó theo micromet. Thì mình đi tiến hành giải cái bài này như sau. Mình đi qua bài giải nè. Câu A là ta có là xác suất xuất hiện kích thước mà có cái sai lệch nằm trong khoảng x1 là trừ sigma cho đến x2 là cộng sigma á, thì tính theo công thức này, tức là B này của x1 đến x2 á, sẽ bằng là giá trị của hàng lắp lách nè của z2 trừ đi giá trị của hàng lắp lách của z1, mà cái hàng cái hàm f này nè, hàng f của lắp lách á, thì nó sẽ có công thức là 1 trên căn bậc 2 của 2b tích phân từ 0 đến z của e mũ trừ x bình trừ z bình chia 2 nhân cho dz. Thì cái này là cái công thức về phân phối chuẩn thôi. Cái này các bạn học bên xác suất thì các bạn sẽ biết cái công thức này. Và ở đây cái biến của nó là biến z. Biến z theo cái lý thuyết xác suất là z1 sẽ bằng x1 chia cho sigma. Mà ở đây người ta kêu mình đi tìm trong cái khoảng là x1 là trừ sigma. Cho nên mình thế trừ sigma vô đây các bạn. Tức là trừ sigma chia cho sigma. Vậy là z1 của mình là bằng -1 ha. Cái động tác này người ta gọi là động tác đổi biến các bạn, đổi biến từ z1 đổi biến từ x1 sang thành biến z1 nha, để mình tra cái bảng lắp lát thôi. Tương tự mình có z2 sẽ bằng x2 chia cho sigma thì nó sẽ bằng là x2 của mình là cộng sigma này các bạn ha. Thì mình thấy cộng sigma vô đây chia cho sigma nè. Sigma với sigma này đơn giản vậy là còn +1. Đó, ta thấy nè. Cái hàm này á, nó là đối xứng nè, từ -1 và đến +1 thì hai này là hàm đối xứng, cho nên nó cái xác suất, tức là giá trị của nó b, nó từ trừ sigma đến cộng sigma này nè, nó sẽ bằng 2 lần từ 0 đến 1 các bạn, tức là bằng 2 lần cái phi của 1 nè. Đó, bằng 2 lần cái phi 1 này. Tiếp theo mình sẽ tra cái bảng các bạn ha, mình tra cái bảng đây. Tra cái bảng 2 lần phi 1 đúng không? Thì đây cái bảng lắp lách nè, bảng giá trị lắp lách nè các bạn. Đây mình coi nè, 1,0 nè. Đó, 1,00 nè. Ở đây mình tra xuống từ cái cột số 0 xuống nè và tra từ cái hàng số 1 qua nè. Vậy là ở đây là 0,3413 ha, 0,3413. Mà mình là 1 nha các bạn. Đây là 2 ha, gấp đôi lên 2 lần, tại vì mình là cái cận của mình là đối xứng ha, trừ sigma đến cộng sigma. Ha. Thì mình sẽ là 2 lần phi 1, tức là mình lấy cái giá trị này mình nhân đôi lên là 2 lần nhân cho 0,3413, nó sẽ ra là 0,6826. 0,6826 nghĩa là nó là cái xác suất xuất hiện cái kích thước của mình trong cái từ trừ sigma đến cộng sigma là 68,26% nha các bạn. Xác suất xuất hiện kích thước có sai lệch nằm trong là x1 từ trừ sigma đến x2 là cộng sigma là 68,26% nè các bạn ha, mình tính ra được rồi. Đây, có nghĩa là đây nè các bạn, biểu đồ hình chuông nè. Đó, bây giờ thì người ta yêu cầu mình tính là từ trừ sigma đến cộng sigma. Theo lý thuyết là cái khoảng dung sai của mình đó các bạn, là nó sẽ chạy từ -3 sigma đến +3 sigma, cái khoảng dung sai của mình nó chạy như vậy. Mà ở đây mình, người ta yêu cầu là tính từ trừ sigma đến cộng sigma này thôi ha, là nó chiếm 30%, bao nhiêu phần trăm nha các bạn. Thì các bạn thấy nè, ở đây hồi nãy tôi nói cái cận này là cận đối xứng nè, thấy không, ở đây là trừ sigma, đây cộng sigma, cho nên là mình chỉ cần tính từ 0 đến cộng sigma thôi rồi mình nhân đôi lên thì nó sẽ ra toàn bộ cái vùng diện tích gạch gạch này đó. Cho nên là cái chỗ mà đây, tôi quay lại tí cái chỗ 2 phi 1 này nè, tức là mình tính cho một bên đây
Đó, 2 phi 1 là tính từ đây tới đây, rồi mình nhân đôi lên nó sẽ ra toàn bộ cái miền từ trừ sigma đến cộng sigma. Đó. À, bây giờ có cái lý thuyết là cái dung sai của nó, dung sai của cái này nè. Đó, là theo điều kiện công nghệ nó bằng 6 sigma. Thì cái IT của mình chính bằng 6 sigma. Mà IT của mình tính cụ thể cái nè, ở đây sai lệch giới hạn trên của mình là cộng 0,045 và sai lệch giới hạn dưới là cộng 0,040. Đó, mình tính dung sai ra lấy ES nè, trừ đi EI nè. Đó là lấy, nếu mà mình đổi ra micromet các bạn là 45 và cái dưới đây là 40 nè, lấy 45 trừ 40 nè. 45 trừ 40 ra 5 micromet nè các bạn ha. Vậy là cái IT của mình là bằng 5 micromet, tức là cái dung sai của mình bằng 5 micromet. Mà cái dung sai này bằng 6 sigma. À, dung sai này bằng 6 sigma. Hay có từ công thức này các bạn, mình suy ra sigma có phải là mình chuyển số 6 này qua không? Là sigma sẽ bằng IT chia 6. Đây sigma sẽ bằng IT chia 6. Đó, mà IT của mình là 5 nè, đúng không? 6 này viết lại, hay nói cách khác là cái sigma của mình là bằng 5/6. Nha. Yeah. Mà người ta kêu tính là từ x1 là trừ sigma nè, x1 là trừ sigma đúng không? Là trừ, mà sigma của mình là 5/6 nè, là trừ 5/6 nè. X2 của mình là cộng sigma, mà cộng sigma chứ là cộng 5/6 nè, thấy chưa? Vậy mình tìm được hai cái giá trị x1, x2 rồi đó. Bây giờ vấn đề đặt ra là ứng với tại vị trí này nè, đó, tại vị trí x1 này nè, là trừ sigma này nè, là cái sai lệch giới hạn của nó bằng bao nhiêu, ha? Sai lệch giới hạn trên hoặc sai lệch giới hạn dưới gì đó bằng bao nhiêu. Đây, thì cái chỗ này á, mình sẽ tính như sau. Để mà tính cái giá trị giới hạn trên, giới hạn dưới tại vị trí x mình đang xét á, thì mình đầu tiên mình đi tính cái đường kính trung bình nè các bạn. Đường kính trung bình thì sẽ bằng là đường kính nhỏ nhất tức là d min cộng cho đường kính lớn nhất tức là d max, mình chia cho 2. À, ở đây d min các bạn nhìn nè, d min là thằng dưới này nè, thấy không, là thằng này sai lệch giới hạn dưới nó là dương luôn, cho nên đường kính nhỏ nhất của nó là 100,040 nè, thấy chưa? Cộng cho d max là lấy thằng d danh nghĩa cộng cho sai lệch giới hạn trên nè là 100,045 nè, 100,045 nè. Đó, chia 2 thì nó ra là 100,0425. Đó, đây là kích thước trung bình. Rồi bây giờ mình muốn đi tìm cái sai lệch giới hạn trên, sai lệch giới hạn trên tại vị trí x2 á, thì mình lấy kích thước trung bình nè, trừ đi kích thước danh nghĩa nè. Đây các bạn nhìn biểu đồ này nè, kích thước trung bình là đây, trừ đi kích thước danh nghĩa ha, trừ đi kích thước danh nghĩa là đây, thì nó ra cái đoạn từ đây tới đây nè. Đó, cái đoạn từ đây tới đây mà mình muốn tìm vị trí tại đây á, có phải mình lấy cái kích thước trung bình trừ đi kích thước danh nghĩa là ra đằng này đúng không? Mình cộng thêm cho cái x2. Đây, cộng x2 đây các bạn. Mà ở đây kích thước trung bình là 100. Đây mình vừa mới tính ra nè. 100,0425 nè. Trừ đi kích thước danh nghĩa là 100 nè. Cộng cho cái x2. X2 là đây các bạn. X2 là mình tính ra 5/6 nè. 5/6 micromet nha các bạn. Tức là mình phải đổi ra milimet. Đổi ra milimet. 5/6 đổi ra milimet là tương ứng với nó là 0,000833. À, lấy 5/6 á, tính đổi ra bằng nhiêu đây? Có nghĩa là gì? Ở đây là 0,0425 mà cộng cho 0,0000833 thì nó ra là 0,043333. Đó, mm. Tương ứng với nó là 43 mm nè. Ở đây là dương nha các bạn. Đó, thì tương tự vậy mình tính cái sai lệch giới hạn dưới, sai lệch giới hạn dưới nè của cái thằng tại vị trí x1 đó, thì EI x1 nè sẽ bằng là kích thước trung bình nè, đường kính trung bình trừ đi đường kính danh nghĩa và cộng cho cái x1 ha. Đây nè các bạn nhìn nè, nhìn cái biểu đồ này nè, đây kích thước trung bình nè, mình trừ đi kích thước danh nghĩa là ra đoạn này. Đó, cái vị trí mình đang muốn tính là ngay chỗ cái trừ sigma này nè, có phải là d trung bình mà trừ đi d danh nghĩa nó ra đoạn này. Đó, bây giờ mình đoạn này là các bạn nhớ là nếu mà x1 đây là âm nè, cho nên mình cộng thêm cái x1 nữa thì nó ra cái giá trị ha, giá trị từ đây tới đây, mà từ đây tới đây chính là sai lệch giới hạn dưới nè. Yeah. Rồi đây d trung bình là 100,0425 nè, trừ đi 100 là kích thước danh nghĩa nè, cộng cho x1 là 5/6 á, cộng cho x1 là 5/6 micromet, tương ứng đổi ra là 0,000833 nè. Đó, thì mình bấm máy tính ra nó ra là cộng cho 0,04166, tương ứng với nó là cộng 41,66 micromet nè. Đó, đây vị trí này các bạn, hồi nãy cái sai lệch giới hạn trên là 43 micromet nè,
43,33 mm. Đây các bạn, đây chính là cái vị trí mà cái sai lệch giới hạn trên nè tương ứng với nó là ES x2 đó. Và đây là sai lệch giới hạn dưới nè. Đó. Điều này có nghĩa là gì các bạn? Đây các bạn nhìn qua cái hình này các bạn dễ hiểu hơn nè. Đây. Người ta yêu cầu á mình là xác định cái phần trăm chi tiết mà nó lọt vào cái vùng từ trừ sigma đến cộng sigma là cái vùng này nè. 68,26% là vùng này nè. Các cái chi tiết nằm trong vùng này nè là chiếm 68,26%. Đó, bây giờ người ta hỏi thì cụ thể hơn nữa là cái tại vị trí trừ sigma với cộng sigma này nè. Đó, ứng với cái dung sai nó là bao nhiêu, ứng với cái sai lệch giới hạn trên dưới là bao nhiêu, thì cái trừ sigma này ứng với cái sai lệch giới hạn dưới là EX1 nè. Đó, EX1 là 41,66 mm nè. Còn cái ở trên X2 ứng với ES nè, sai lệch giới hạn trên nè, 43,33 mm nè. Đây, từ đây tới đây là toàn bộ cái miền dung sai của cái trục này nè. 45 với lại 40 nè các bạn. 40 là sai lệch giới hạn dưới nè. 45 là sai lệch giới hạn trên nè. Đó. Cái vùng mình cần tính là cái vùng này. Chiếm 68,26%. À, nhìn cái biểu đồ này các bạn rất là dễ hiểu đúng không? Rồi, như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn tính xong cái bài này. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi thực sự hữu ích cho các bạn thì xin các bạn hãy cho tôi một like. Các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón nhận các cái clip kế tiếp. Các bạn hãy đặt chuông thông báo để khi chúng tôi phát hành những cái clip mới thì các bạn sẽ là người đầu tiên đón nhận được các cái clip đó. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hãy chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau.